Ngày mai xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio. Đấy, theo nhu cầu của mấy bác điện đến thì bảo lên cho cái con âm ly của Onkyo. Đấy, cái dòng 817XX này các bác nhá. Đấy. 817XX của Onkyo các bác nhá. Đấy. Về hình thức thì đây, hàng bãi về nhưng mà em thấy là hàng tương đối ok. Đấy. Đây, về phía sau đây thì tiện em đọc công suất luôn nhá. Đấy. À, con Onkyo có mã ở đây là 817XX, hàng xuất xứ tại Nhật với công suất lên tới là 210W, rất là khỏe rồi nhá, rất là khỏe, hàng rất là khỏe luôn. Và AC của nó là 100V. Đấy. Thì như các bác đã biết đúng không ạ? Thì với con 817XX 210W này thì công suất rất là lớn. Thì cái thứ nhất, cái thứ hai là với dòng này thì các bác có thể là ghép vang vào để hát karaoke rất là mượt nhá. Ghép vang vào hát karaoke rất là mượt. Đấy, theo kinh nghiệm được chia sẻ từ rất là nhiều các bác khách hàng phản hồi lại là với những cái dòng này mình có thể ghép vang vào và hát vô tư. Bởi vì con âm ly này chất bát, nó chất chất âm của nó ra rất là tuyệt vời. Đấy. Ok, thì đây là về cầu loa. Cầu loa ở đây thì em thấy có ghi này. Cầu A, cầu B này, B là đánh B và A này, tức là chung của nó này là 6 đến 16 ohm. Đấy, tức là các bác có thể ghép những cặp là 6 đến 16 ohm. Đấy, hay là nếu các bác đánh cả hai cặp ví dụ như là A cộng B thì phải ghép loa ở đây là 12 đến 16 ohm. Đấy. Và nó còn một cách đấu nữa thì cái này thì các bác có thể là xem những video trước bên em đã hướng dẫn cách đấu nhá. Đấy. 12 đến 16 là đánh cả A cộng B. Đấy. Rồi, đấy là về cái phần cầu loa. Tiếp tục ở đây thì về cái ngõ nguồn ra thì con này nó có thêm hai cổng nguồn ra, nó là 100W này. Đấy, ra là 100W này, hai cổng. Còn đây là cái cổng đầu vào. Ví dụ như ở đây là có cổng follow, tuner và CD. Thì riêng cái cổng tuner và follow này thì các bác là không nên cắm nhá, không nên cắm. Bởi vì cái cổng follow này là dành cho đĩa than. Đấy. Còn lý do mà tại sao mà lại chỉ dùng cho đĩa than riêng mà không dùng cho các cắm điện thoại là các bác biết rồi đúng không ạ? Đấy. Ở đây là có tiếp một cái đằng dây out này, là các bác có thể kết nối thêm với một con âm ly khác nhá. Đấy, có thể song hành cùng một con âm ly khác. Đấy, đây là có dây out. Đấy, ở dưới này là có tiếp 1 và tiếp 2. Thì tương đương ở đây là red là vào, còn play là ra. Được chưa? Đấy, play là ra còn red là vào. Đấy là về tổng quan cái phía sau. Đấy. Mặt trước của nó đây các bác nhá, mặt trước này, đấy, nguồn này, đấy, nó tên là nguồn này. Đây em sẽ cắm điện thử cho các bác này. Đấy, khi cắm điện thì các bác thấy rằng là các cái đèn của nó báo. Con này thì các bác lưu cho em nhá, lưu cho em là đây là hàng của Nhật bãi, thế nên là điện sử dụng phải là điện 100V nhá. Đấy, nhớ cho em là cắm điện 100V. Đấy, đây, khi cắm nguồn thì nguồn nó sẽ có một cái đèn báo này, màu đỏ này, đấy, nguồn báo màu đỏ. Đấy, còn đây là cái chỉnh cầu này. Đấy, các bác có thể đánh cầu A, cầu B hoặc đánh cả A cộng B. Đấy. Và các bác có thể là đấu thêm vang và làm âm ly hát karaoke cũng rất là hay với cái con âm ly Onkyo 817XX này. Đấy, chất âm ra và đánh rất tuyệt vời. Đấy, con này thì được theo nhiều bác chia sẻ, em thấy bình luận ở trên video là khi con này mà ghép với vang nhá thì cái chất bát của nó đánh nó cực lét luôn. Đánh tiếng trong trẻo và rất là lét. Đấy. Thì đấy là cái chia sẻ của nhiều bác đã dùng cái con này rồi. Đấy. Ở đây thì có meeting này. Đấy. Các bác bật cái này lên nhé thì đèn nó sẽ lên này. Đấy, và lúc này thì nó sẽ giảm xuống 20 dB này. Đấy. Con smart này. Đấy, nó tắt ở đây nhỉ, tắt ở đây. Đấy. Còn khi các bác nó sẽ bật lên thì nó sẽ giảm 20 dB.
Ok. Con này là tăng hiệu ứng thêm cho bát này. Đấy. Con chơi bát này. Đấy. Con này thì nó tăng hiệu ứng cho bát nhá, tăng thêm phần bát cho các bác. Đấy. Bát đây. Đấy, bát đây. Các bác có muốn chỉnh bát chép ở đây nhá thì các bác phải nhấn vào trang chữ tone này. Đây. Đấy. TOLE. Đấy, nhấn vào đây. Đấy, thì lúc này là các bác mới chỉnh được chế độ bát chép nhá. Đấy, còn các bác tắt này thì đấy. Con này thì nó không có cái lò lớt nhưng đổi lại là có con trabát này. Đấy, thì nó giúp cho tiếng bát nó mạnh mẽ hơn và nó uy lực hơn. Đấy. Nhất là cái phần con trabát này nhá. Thì cái này về các bác căn chỉnh theo chế độ mình hay nghe nhá. Đấy, căn chỉnh theo chế độ mình nghe. Ok chưa? Rồi, volume tổng này. Đấy. Chế độ stereo trên mono. Đấy, stereo trên mono. Còn cái này là dùng cho đầu đĩa than này. Đấy. Đấy. Ok. Các cái này là chắc chẳng mấy khi mình sử dụng đến này. Cái này là chỉnh ngõ ra. Đấy, chỉnh các cái đầu ra. Đấy, nói chung thì cái này thì chắc mình cũng ít sử dụng đến. Ok, còn trên này là các ngõ đầu vào này. Đấy, có to lơ phô lô CD. Đấy, tape. CD direct này. Đấy, cái follow này thì mình dùng đĩa than mình đã dùng các bác nhá, còn không thì mình không nên dùng. Rồi, em sẽ mở cái lắp phía trong để các bác có thể là nhìn được bên trong cái ruột cũng như nội thất của nó nhá. Đấy, rồi vâng. Thì đây là cái nội thất của nó nhá. Đấy, con này thì khi mở ra thì các bác có thể thấy ngay. Đấy, có hai em tụ rất là to này. Đấy, hai em tụ gần như là cái nói là hơi quá chứ nó chả khác gì cái lon bia nhá. Này. Đấy, chả khác gì lon bia luôn. Đấy, và con này thì có hai biên thế nhá, hai biên thế các bác này. Đấy, chơi hai biên thế và 2 4 6 8 con sò than. Đấy. Hàng này thì bao zin nhá, hàng bao zin luôn, nguyên bản. Hai con tụ độc nguồn rất là lớn này. Và hai biên thế hai bên. Cơ bản thì hàng về rất là tuyệt vời các bác nhé, hàng về rất là ok. Đấy, mọi thứ rất là hoàn hảo này. Đấy. Rồi, sau đây em sẽ tiến hành test một chút nhạc để các bác nghe thử nhé. Vâng, sau đây em sẽ mời các bác cùng em thưởng thức một đoạn guitar không lời nhé. Thank you.
Vâng, thì mọi cái thông tin chi tiết thì liên hệ cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác tại video tiếp theo bên em nhé.